谁更肯定终老分，对客谋命莫当真。Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. A Di Đà Phật, xin tri ân quý vị tiếp tục giữ làn sóng sống đời sống Phật. Và chúng ta đang thảo luận về cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Hòa Thượng vừa đặt câu hỏi là vậy về kinh Thủ Lăng Nghiêm chúng ta có những điểm nào tâm đắc nữa để áp dụng cuộc đời? Thì rõ ràng như Hòa Thượng đã khai thị là bộ Thủ Lăng Nghiêm là bộ lớn, mà cái chú Lăng Nghiêm chúng ta tụng vào mỗi buổi sáng, và cái bài tựa của chú Lăng Nghiêm đó là khi Ngài A Nan khi mà được giải cứu khỏi nạn Ma Đăng Già do Văn Thù Sư Lợi dẫn về, và khi mà 7 lần chỉ tâm không đạt và cuối cùng được tỏ ngộ, thì đã lập một lời thể nguyện và đã nói lên cái bài Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn Bất Hữu đó trong cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vậy thì rõ ràng đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là đại định, là vương của các pháp, nhờ đó mà chúng ta trừ các cái vọng tâm. Như là Ngài A Nan từ khi xuất gia cho tới khi đó ngộ được cái bộ Thủ Lăng Nghiêm rồi đó, thì Ngài mới phát được cái tâm Bồ Đề và Ngài mới thấy rõ cái con đường tu, chứ trước kia là chạy vòng vòng ở bên ngoài. Vậy thì ở trong đó là chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh. Chúng ta hãy trở về với cái thể tánh, với cái chân tâm của mình, không có chạy theo bên ngoài, không bị cuốn lôi bên ngoài. Trong đó cái yếu tố quan trọng là bói trần hiệp giác hay là bói giác hiệp trần. Bây giờ nếu mà chúng ta quay ngược cái lưng lại với cái giác của mình mà chạy theo trần tàn cánh, gọi là bói giác hiệp trần. Mà cái người tu của mình là phải quay lưng lại với trần cánh, không bị trần cánh cuốn lôi, mà mình trở về với cái chân như bên trong chúng ta, gọi là bói trần mà hiệp giác. Và đó là điều quan trọng của ta, xử trần chứ không có để trần xử. Chúng ta không bị giống như một cái banh bị người khác đá, mà chúng ta hãy đá cái banh, có nghĩa là chúng ta hãy chủ động, hãy làm chủ, hãy tự tại ở trong mọi cái hoàn cảnh. Nếu chúng ta sống với cái chúng ta thể gặp được cái chân tâm và cái thể tánh của mình. Vậy Bạch Hòa Thượng, ngoài cái tác phẩm rất là nổi tiếng về bộ Thủ Lăng Nghiêm chú giải, Ngài có rất là nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, ở trong đó phải đáng kể là Đại Thừa Khởi Tiến Luận, Bát Thức Quy Củ, vân vân. Vậy thì Hòa Thượng nghĩ như thế nào về hai cái bộ này, về hai bộ luận nổi tiếng của Đại Thừa Phật Giáo, về của Đại Thừa Khởi Tiến Luận của Ngài Mã Minh và Bát Thức Quy Củ? Dạ, Di Đà Phật, cảm ơn Thượng Tọa. Thì cái bản dịch của bác sĩ Lê Đình Thám về cái bộ Đại Thừa Khởi Tiến Luận là một trong nhiều cái bản dịch từ Hán văn sang Việt văn. Thì đây là một cái bộ luận rất là quan trọng, bởi vì Ngài Mã Minh giúp cho chúng ta phát khởi cái đức tin của mình đối với Đại Thừa. Mà Đại Thừa tức là chánh tín, rất rất là quan trọng, xây dựng một cái đức tin vững chãi đối với Đại Thừa. Thì qua đó đó là chúng ta thấy là phải tin vào thể, vào tướng và vào dụng của tâm. Đó. Thì ở đây có 10 cái điểm quan yếu được cái bộ luận này đặc biệt nhấn mạnh. Thứ nhất là nhất tâm. Thứ hai đó là thuyết nhị môn, gồm có tâm chân như tức là bản thể và sinh diệt môn tức là hiện tượng. Thứ ba là tam đại tâm, thể đại, tướng đại và dụng đại. Thứ tư là hai loại chân như ly ngôn chân như và y ngôn chân như. Và thứ năm là phân biệt tâm bất giác. Thứ sáu là bản chất đồng và dị của sự chưa ngộ và sự chứng ngộ. Và thứ bảy là phân biệt tâm và ý. Thứ tám là những cái huân tập nhiễm pháp và huân tập tịnh pháp.
Thứ chín là học thuyết về tam thân, trong đó có pháp thân, có báo thân và có ứng thân. Thứ mười là phát khởi tâm bồ đề, tức là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, trên là cầu Phật đạo, dưới thì phát cái tâm hóa độ chúng sinh. Thì ở đây nếu mà mình chia ra thì gồm có ba. Thứ nhất là gì? Đó là ngôn thành tựu phát tâm. Thứ hai là giải thành tựu phát tâm. Và thứ ba là chứng thành tựu phát tâm. Nếu mà nói về tám cái sắc thái của tâm thức thì Ngài Thật Hiền đã chỉ cho chúng ta thấy đại, tiểu, viên, thiên, chánh, tà. Chúng ta chỉ chọn bốn cái sắc thái trong tám cái sắc thái đó. Khi mà phát được cái tâm bồ đề thì chúng ta mới có thể chứng được đạo quả. Còn ngoài ra nếu mà chưa phát được bồ đề tâm thì dù tu bao nhiêu năm đi nữa chúng ta cũng không thể thành Phật được. Thì cái bộ Đại Thừa Khởi Liên Tín Luận khuyên chúng ta lại phát khởi cái đức tin, thì xây dựng một cái đức tin đối với Đại Thừa. Thì đó là một cái bộ luận, thưa quý vị, rất rất là quan trọng. Trong số những cái bộ luận lớn của Phật giáo, cũng Bát Thích Quy Củ, thì chúng tôi cũng đã học với Hòa Thượng Tâm Hoàn, và sau này học cái bộ Thành Giới Thuyết Luận với Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi là Hòa Thượng Kế Châu, và nhiều cái bộ di thức khác, thì chúng tôi rất là tâm đắc. Nhưng mà phải nói rằng là bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là một người rất là yên tâm về Phật học, cho nên những cái bản dịch, những cái bài viết của ông phải nói rằng là rất rất là quan trọng. Thì bạch thượng tọa nghĩ như thế nào về cuộc đời của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, và nghĩ như thế nào về những cái sáng tác của ông, nhất là qua những cái tác phẩm rất rất là nổi tiếng. Dạ, thưa Hòa Thượng, chúng ta đã rất tự hào và đã rất là vì nể về hai vị cư sĩ mà chúng ta đã thảo luận, đó là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ và Ngài Trần Thái Tông. Nhưng mà cái thời cận đại lại có một cái tấm gương cực sáng là Ngài Tâm Minh Lê Đình Thám, đã nói được những cái gương sáng của những vị cư sĩ như là từ cái thời Duy Ma Cật, hay là Bàn Công Uẩn, hay là Tuệ Trung Thượng Sĩ, hay là Trần Thái Tông, cho thấy là cái người cư sĩ có một cái vai trò rất là lớn ở trong Phật giáo, chẳng những là học pháp, hộ pháp mà lại còn hành pháp và hoành pháp một cách hiệu quả nữa. Do đó từ khi mà Ngài còn trẻ và thành lập thanh thiếu niên Phật tử Đức Dục á, thì ngay cái thời đó là Ngài Thích Minh Châu là còn là cư sĩ, là học trò của Ngài Tâm Minh Lê Đình Thám, vân vân, thì Ngài cũng đi giảng pháp nhiều nơi. Và tuy là cuộc đời cực kỳ bận rộn với cái chức vụ bác sĩ, Ngài là vừa chữa cái bệnh vật lý cơ thể, mà đặc biệt là chữa cái bệnh trong tâm hồn, là những cái vòng tâm về cái tham sân si tà ma ở trong bên trong của mọi người. Ngài bác sĩ cả hai mặt. Và như thế thì cả cuộc đời của Ngài, Ngài đã dành biết bao nhiêu là thời gian, biết bao nhiêu là tâm huyết, vừa đời vừa đạo hai vai một cách rất là chu toàn. Vừa đảm nhận cái công việc bác sĩ khắp các cái bệnh viện nổi tiếng của miền Trung Việt Nam, vừa thân cận đến tự viện để mà tham vấn các bậc minh sư nổi tiếng thời đó, như là bốn vị chúng ta vừa kể, đó là Hòa Thượng Phước Huệ, Hòa Thượng Giác Tiên, Hòa Thượng Giác Nhiên và Hòa Thượng Đệ Nhất Tân Thống của Giáo Hội Thống Nhất, Tịnh Khiết. Cả bốn vị Ngài đã thọ học, cả bốn vị nổi tiếng của thời đó để mà hung đúc nên một con người của Tâm Minh Lê Đình Thám. Và như vậy thì cái việc mà thành lập của Hội Gia Đình Phật Tử bây giờ hoạt động rất là mạnh ở Việt Nam. Và cũng cái mô hình mà chùa Đường Ngự chúng ta chiều Chủ Nhật các em sinh hoạt đó cũng là mô hình của Gia Đình Phật Tử. Như thế là đó là cái sáng kiến và nỗ lực để mà thống nhất cái Gia Đình Phật Tử toàn quốc của Ngài và đưa đến. Và trong sau đó là Ngài đóng góp về cái tờ báo Viên Âm ở miền Trung, cũng như là Ngài Liên Tôn và Ngài Bích Liên đóng góp cái tờ báo Từ Bi Âm ở miền Nam.
Thì như thế là Ngài đóng góp về mảng truyền thông Phật giáo nè, về mặt tổ chức cơ sở, các cái đoàn thể Phật giáo, từ cái đại hội Phật giáo cho tới gia đình Phật tử nè, rồi về cái việc hoằng pháp, là cái cánh tay đắc lực các hòa thượng để mà đi giảng dạy các cái lớp cư sĩ Phật tử nè, rồi Ngài đi sâu vào việc nghiên cứu và viết sách và dịch giải. Thì cho nên là nếu mà chúng ta là tu sĩ mà không có đầu tư được nhiều những ngày là đôi khi chúng ta nhìn thấy cái tấm gương, gọi là đôi khi chúng ta có chút tầm quý hổ thẹn, gọi là bí ký trượng phu ngã giật nhĩ. Ngài bận rộn như thế, Ngài ở ngoài đời như thế mà Ngài còn làm bao nhiêu điều như thế. Thì bây giờ Hòa Thượng cũng đang phấn đấu về đang đóng góp về truyền thông hay là về viết sách, là về sách. Và chẳng lẽ mình đã xuất gia rồi mình lấy lý do nào lấy cái kia để mà mình cứ nói bận rộn hoài hay sao? Thì chúng ta phải đầu tư các việc chính về truyền thông và hành pháp. Vâng, thì kính tri ân Hòa Thượng và kính tri ân quý vị lắng nghe theo dõi phần thảo luận về bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, cư sĩ Bồ Tát của Phật giáo Việt Nam thời cận đại Chấn Hưng Phật Pháp. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc và lấy nhiều cái chất liệu, cái nhiều bài học từ cuộc đời của Ngài để xây dựng cuộc sống hành đạo chúng ta, để cuộc sống được an lạc tự tại, thanh hoa, giải pháp, giải thoát theo gương sáng của Ngài và trong chánh pháp Như Lai, làm tốt đạo đẹp đời. Kính chào tất cả quý vị. Xây thương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu nhưng